Chào Duy Anh. Chào Huy Cường. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Đô Ngày Mới sáng nay thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Thành phố Cần Thơ long trọng kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9. Lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ chủ động đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9. Chợ công nghệ thiết bị chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch sẽ được thành phố Cần Thơ tổ chức vào đầu tháng 11 tới. Dự báo giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh, giá xăng có thể được giữ nguyên. Thưa quý khán giả, nhân kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2022. Hôm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt. Trong không khí hân hoan phấn khởi, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong cuộc cách mạng tháng 8 1945. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 là kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất trong hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy truyền thống hào hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn phấn đấu để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Đặc biệt, sau khi kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố phục hồi mạnh mẽ, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt mức tăng cao 8,04% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,86% so với cùng kỳ. Khu vực dịch vụ là điểm sáng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,09%, khách du lịch đến thành phố tăng 55%. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao huy hiệu 45, 50, 55 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên cao niên. Trước đó, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, các sở ngành, lãnh đạo các quận huyện và nhân dân tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố và tượng đài Bác Hồ. Thưa quý khán giả, dịp quốc khánh năm nay có thời gian nghỉ liên tục 4 ngày. Công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông được các ngành chức năng trong thành phố Cần Thơ chủ động triển khai. Với quyết tâm bảo đảm an ninh an toàn trong đợt nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức công tác ứng trực 100% đối với cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp nhận tin và xử lý tin có liên quan đến trật tự xã hội. Riêng các đội nghiệp vụ cũng triển khai kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn tại các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở kinh doanh có điều kiện. Cùng thời gian này, công an các đơn vị địa phương cũng triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo thuận lợi an toàn cho người dân. Mời gọi răn đe giáo dục đối tượng, rồi thực hiện cái công tác là nắm hộ, nắm người, nắm đối tượng, và quản lý di biến động của tất cả các đối tượng, và tăng cường cái công tác tuần tra trấn áp. Củng cố lại các phương án chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm nhằm kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tiến hành là đảm bảo công tác thường trực đúng theo quy định. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các đối tượng xã hội, tù tha về, các trường hợp từ nơi khác đến tạm trú tạm vắng, đồng thời duy trì ứng trực để xử lý ngay những tình huống phát sinh. Trong dịp quốc khánh năm nay, trên địa bàn thành phố còn diễn ra các sự kiện như đua xe mô tô phân khối lớn và đua giỏ composite. Vì vậy, cùng với đảm bảo trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ và Ban an toàn giao thông thành phố còn tập trung kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như có rượu bia khi điều khiển xe, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá tải, quá khổ, quá tốc độ. Riêng trên các tuyến đường sông, đặc biệt là tuyến sông Cần Thơ, có hoạt động của tàu du lịch và chợ nổi Cái Răng cùng các điểm du lịch sinh thái trên sông. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên để không xảy ra sự cố mất an toàn trên sông. Chúng tôi cũng cử lực lượng thanh tra giao thông và cảng vụ đường thủy nội địa là túc trực 100% quân số để tăng cường công tác kiểm tra
tác giám sát toàn bộ các hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy trên địa bàn của thành phố Cần Thơ để làm sao lập lại cái trật tự này, đảm bảo là cái việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ không có các cái tình trạng bến cóc rồi xe dù. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên các cái tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng hóa quá vạch chống mớ nước an toàn theo quy định, rồi lỗi là chở người vượt quá sức chở của phương tiện. Tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các quần chúng nhân dân để quần chúng dân hiểu và tham gia giao thông cho nó tốt. Tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông đường bộ, đô thị và đường thủy nội địa, góp phần để người dân đón Tết Độc Lập năm nay được vui tươi, an toàn. Tiếp tục thông tin về diễn tập khu vực phòng thủ quận Bình Thủy năm 2022. Sau 2 ngày, chương trình diễn tập đã hoàn thành các nội dung cuối cùng vào hôm qua. Diễn tập khu vực phòng thủ quận Bình Thủy năm 2022 đã hoàn thành chương trình diễn tập với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương sang trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2 chuyển trạng thái từ sẵn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ, chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến và giai đoạn 3. Cơ quan đảng chính quyền toàn thể công an quân sự diễn tập tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập khẳng định năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của ban chỉ huy quân sự cấp quận, công an các ngành đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ, khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Cũng trong hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng đã trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ ngày 1 tháng 9. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng ghi nhận và đánh giá cao năng lực cũng như những đóng góp của ông Nguyễn Thành Phương trong quá trình công tác trên các cương vị thuộc lĩnh vực tài chính. Đồng thời mong muốn ông Nguyễn Thành Phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp sức mình để xây dựng ngành địa phương ngày càng phát triển. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất kế hoạch tổ chức chợ công nghệ thiết bị chuyên ngành nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch Tết Mát Nông nghiệp 2022 với chủ đề Khoa học công nghệ, động lực phát triển nông nghiệp bền vững. Chợ công nghệ năm nay dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 11 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Sự kiện sẽ kết hợp giữa trưng bày, hội thảo, tọa đàm, trình diễn và tư vấn chuyển giao công nghệ. Tết Mát Nông nghiệp 2022 sẽ diễn ra với quy mô khoảng 20 gian hàng của các tổ chức doanh nghiệp. Tại đây cung cấp các sản phẩm công nghệ và thiết bị lĩnh vực nông nghiệp và một khu triển lãm trung tâm để giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ của thành phố. Thưa quý khán giả, theo chu kỳ điều hành, xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày hôm nay 1 tháng 9. Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày nên thời điểm điều chỉnh dự kiến là sang ngày 5 tháng 9. Dự báo giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá xăng có thể một lần nữa được giữ nguyên nếu nhà điều hành sử dụng quỹ bình ổn giá. Theo dự báo của các thương nhân phân phối xăng dầu, giá xăng có thể giữ nguyên so với mức điều chỉnh hiện hành, còn giá dầu dự báo tăng mạnh. Hiện giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 50-250 đồng một lít, còn dầu diesel, dầu hỏa khoảng 2.300-2.500 đồng một lít. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới, giá xăng có thể giữ nguyên nếu nhà điều hành chi quỹ sử dụng bình ổn giá xăng dầu. Còn giá dầu sẽ tăng mạnh, tăng từ 1.700-2.000 đồng mỗi lít. Theo Tổng cục Thủy lợi, tuần vừa qua, mực nước nội đồng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm. Tuy nhiên, trong khoảng một tuần tới, lũ nội đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng trở lại. Tại vùng thượng, mực nước các trạm khu vực Đồng Tháp 10 có xu thế tăng với cường suất trung bình 3,4cm một ngày và biến đổi theo triều. Mực nước các trạm khu vực Tứ Giác Long Xuyên có xu thế tăng với cường suất trung bình 4cm mỗi ngày và biến đổi theo triều. Mực nước các trạm vùng giữa có xu thế tăng với cường suất trung bình 3,6cm một ngày, sau đó giảm trở lại với cường suất trung bình 2,4cm một ngày và biến đổi theo triều. Tính từ đầu năm đến nay, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 66 trường hợp bỏng, trong đó bỏng do bị điện giật là 19 trường hợp, chiếm 29%. Hiện nay, tình trạng mất an toàn về điện gây thương vong đang có chiều hướng gia tăng. Bỏng điện thường để lại hậu quả rất nặng nề. Nạn nhân có thể tử vong tại chỗ,
nếu may mắn hơn không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nhiều nạn nhân sau khi ra viện trở thành người tàn phế vĩnh viễn. Đi bể dừa, rồi ở trên đột dừa nó có cộng dây điện mà có cây xanh nó che khuất, anh không thấy. Mà anh chọc dừa cây tiếp, cây kẽm, thành ra nó vô tình nó tấp qua cái cây xanh đó thì nó trúng cộng dây điện, thì vô tình nó giật. Đang thi công một mái nhà cho một khách hàng, vì bữa đó là cây đòn tay, đó là cây đòn tay cuối cùng, nhưng trong khi phút đưa lên đó, thì cũng không có gì hết, nhưng bất chợt có một cơn gió nó lùa mạnh quá, rồi cây Sài Gòn mình đó, nó bê vô, nó bê ra khỏi đường dây điện, rồi cái gốc ở dưới đó, cái nó đập vô cái một cây cột ở bên hông, bắt đầu cái đầu trên nó giật lại, là nó chưa đụng con điện nữa mà điện nó gần tới cách khoảng chừng 4 tấc vậy đó, cái điện cái nó nẹt. Lúc đó em nhìn ở giữa là em đứng trước kèo với chết tường, là nó giật em té xuống, đập đầu xuống cái sàn nhà. Nó cắn lúa quá đó cô, rồi tôi mướn người ta xịt thuốc, rồi thấy nó cắn lúa quá rồi tôi căng cho chị, sáng cỡ 4 giờ tôi mới xịt. Thì đi thăm được quận trở lại thì nó giật tới sáng luôn. Muốn bà con đừng làm như tôi nữa, hạn chế bớt đi chứ để cộng dây chì thì thấy nó hiền nữa, nhưng mà đụng tới thì nó mệt mỏi lắm. Bà con thì phải hết sức cẩn trọng, tại vì cái bóng điện này nó gây hậu quả có thể là chết người tại chỗ. Và khi mà cấp cứu được và điều trị thì bệnh nhân cũng giờ đưa tới cái tình trạng gọi là tàn phế. Bà con trong cái mùa mưa bão này nè thì phải hết sức cẩn thận trong cái sinh hoạt cũng như là lao động. Phần lớn bỏng điện sẽ để lại hậu quả rất nặng nề, đa phần bị hoại tử và phải đoạn chi. Điều này không chỉ là nỗi đau về thể xác và mất đi sức lao động, mà nạn nhân còn phải vượt qua cú sốc rất lớn về tinh thần. Hiện nay đang vào mùa mưa bão, phải hết sức thận trọng khi làm việc ở môi trường gần mạng lưới điện, cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt những quy định an toàn về điện, bởi hiện nay các tai nạn lao động liên quan đến điện chiếm tỷ lệ rất cao. Quý khán giả thân mến, dịp lễ 2 tháng 9 này, khi đến Tri Tôn, An Giang, chúng ta sẽ được hòa mình vào lễ hội khinh khí cầu và dù lượng. Đây là lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại miền Tây Nam Bộ. Với chủ đề bay giữa mùa lễ hội khinh khí cầu sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9, tại khu du lịch Tà Pạ, Xoài Chét, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn. Lễ hội quy tụ 17 khinh khí cầu các loại, trong đó 14 khinh khí cầu cấp 1 bay treo lơ lửng ở độ cao từ 20 đến 40 mét, 3 khinh khí cầu bay treo với độ cao tối đa không quá 50 mét tính từ mặt đất, sẽ đưa du khách tham quan ngắm cảnh huyện Tri Tôn. Ngoài lễ hội khinh khí cầu, nơi đây còn diễn ra đêm hoa đăng tại Hồ Tà Pạ vào tối nay 1 tháng 9 và tại quảng trường đường đi bộ Thái Quốc Hùng vào tối mai 2 tháng 9. Còn khi đến với Quảng Bình, lần đầu tiên du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm cảm giác bay dù lượn ngắm miền di sản Phong Nha Kẻ Bàng từ trên cao. Chủ trương về việc cho phép tổ chức chương trình bay dù lượn tại đây vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt. Có hai công ty được cấp phép tổ chức dịch vụ này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết việc tổ chức chỉ được thực hiện sau khi các đơn vị hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc xác nhận bằng văn bản. Hoạt động ngắm miền di sản ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch dự kiến sẽ diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 1 tháng 9 đến 31 tháng 12. Thưa quý khán giả, tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022, đoàn vận động viên huyện Cờ Đỏ tạo bước ngoặt lịch sử khi thăng tiến từ vị trí thứ 8 ở Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 năm 2018 để vươn lên hạng thứ 4 toàn đoàn, chỉ xếp sau các đoàn có truyền thống gồm huyện Phong Điền và hai quận Bình Thủy và Ninh Kiều. Ngoài những môn là thế mạnh của huyện như võ cổ truyền, đua thuyền, thì đội bóng chuyền huyện Cờ Đỏ tiếp tục viết nên lịch sử khi bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng mà huyện giành được tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 8 năm 2018. Ở Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 8 năm 2018, đội bóng chuyền huyện Cờ Đỏ tạo dấu ấn khi đoạt chiếc huy chương vàng với phương châm biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Toàn đội bóng chuyền huyện Cờ Đỏ tuyển chọn lực lượng và tích cực tập luyện, sẵn sàng bảo vệ huy chương vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022.
và tiếp tục phát huy tập luyện nhiều hơn để làm sao để tranh lấy huy chương vàng. Ban huấn luyện cũng như anh em cũng đặt mục tiêu rất là cao để anh em cũng cố gắng tập trung, nói chung là hết khả năng của mình để tập luyện để đạt được thành tích cao nhất trong kỳ đại hội này. Thì sau khi đạt được thành tích cao thì anh em rất là vui mừng, rất là tự hào về quê hương. Thì khi đạt được thành tích huy chương vàng của kỳ đại hội này thì anh em cũng cố gắng thì để chuẩn bị cho những giải sắp tới, thì anh em cũng trên tinh thần là lúc nào cũng cố gắng thường xuyên tập luyện để tiếp tục tham gia những giải sau đạt thành tích tốt nhất. Việc duy trì tổ chức giải bóng chuyền truyền thống cấp huyện đã giúp Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cờ Đỏ tuyển chọn vận động viên tiềm năng để thành lập đội tuyển. Toàn đội hiện có 12 vận động viên được tập luyện thường xuyên và cùng thi đấu tại các giải của huyện, nên các thành viên trong đội phối hợp nhịp nhàng và ăn ý trong thi đấu. Đây là yếu tố tạo nên sự thành công của đội. Thì anh em đã trải qua nhiều khó khăn trong giai đoạn tập luyện. Cái thứ nhất là mưa gió, anh em cũng có mặt đúng giờ để tập luyện những bài này bài kia. Thì đạt được thành tích hôm nay thì nhờ công sức của anh em và toàn đội bóng rất là nhiều. Ban giám đốc đã tạo điều kiện hết khả năng của mình để cho cái đội bóng chuyền huyện Cờ Đỏ tham dự đại hội lần này đạt cái thành tích tốt nhất. Trên tinh thần đó thì anh em cũng rất là phấn khởi, vui tươi và đầy nhiệt huyết. Và kết quả đã đạt được thì đã giành được chức huy chương vàng đại hội năm nay. Điều này cho thấy nếu địa phương xác định các môn thể thao mũi nhọn để đầu tư căn cơ từ cơ sở vật chất đến con người, đồng thời phối hợp trong công tác quản lý và tập luyện bài bản, xây dựng tình đoàn kết thống nhất cao trong từng thành viên, thì đây là cơ sở giúp đội tuyển bóng chuyền huyện Cờ Đỏ gặt hái thành công, bảo vệ thành công huy chương vàng tại đại hội. Thưa quý khán giả, thị trường bánh trung thu hiện nay khá đa dạng về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm. Ngoài những chiếc bánh truyền thống, thì ngày nay có thêm loại bánh trung thu hình trái cây trông lạ mắt và hấp dẫn được nhiều người quan tâm. Đó là sản phẩm của chị Nguyễn Thị Thùy Dương với ý tưởng để dành tặng cho những người thân yêu và bạn bè trong dịp Tết Trung Thu. Do em nghĩ ra là tại vì em thấy nhiều bé rất là muốn ăn trung thu, nhưng mà những cái hình ảnh tròn vuông thì nó cũng truyền thống, thì em muốn sáng tạo ra để khi các bé ăn có cái sự thích thú. Thì em mô phỏng theo những cái trái cây tự nhiên của mình. Năm nay em làm khoảng 6 loại, thì đó là bí ngô, quả lê, bí đỏ, quả cam, măng cụt và quả bắp. Nhưng của các loại bánh trái cây thì em cố gắng làm sao cho tất cả các loại nhân mà bánh truyền thống có thì bánh trái cây đều có. Năm ngoái thì em làm chủ yếu là để tặng người thân, tặng bạn bè. Thì họ có những cái phản hồi rất là tốt và họ rất là thích mua về cho các em nhỏ, con cháu, hoặc là họ mua để tặng. Từ cái nhu cầu đó mà em phát triển ra hơn. Bánh thủ công thì khách phải đặt trước, thường nếu mà họ gấp thì họ đặt trước khoảng 2-3 ngày. Tại vì do là bánh có thời hạn sử dụng không quá dài như các cái bánh công nghiệp. Tạo hình bánh trái cây nhìn đẹp và hấp dẫn, như mình mua cho các em bé trong nhà thì nhìn nó cũng rất là thích. Bánh Hemix thì nó, cái thứ nhất là cái vỏ bánh nó dẻo, thứ hai là cái độ ngọt ở trong bánh thì nó ít ngọt hơn, và mình ăn mình cảm thấy là nó không có bị ngán. Một hai bé có thể ăn chung một cái bánh, nó vừa tầm và với lại nó có hình dáng đặc biệt, như nó thuộc vào sở thích của các bé. Ví dụ như các bé ở nhà nó cũng hay ăn loại trái cây đó, thì bây giờ nó có một cái khác được tạo hình bằng cái hình trái cây đó thì nó cũng thích hơn. Sinh ra trong gia đình có truyền thống ẩm thực và càng thuận lợi hơn là lúc nhỏ được ở cạnh lò bánh trung thu, nên công đoạn làm bánh và hương vị bánh truyền thống đối với chị Thùy Dương rất quen thuộc, cho nên khi bắt đầu khởi nghiệp với nghề làm bánh đối với chị không quá khó khăn. Cùng với lòng đam mê kiên trì và sự sáng tạo, sau 5 năm khởi nghiệp thì mỗi mùa trung thu chị cho ra lò khoảng 3.000 chiếc bánh để giao cho khách. Đó cũng là cái nghề tạo được nguồn thu nhập ổn định và cũng mang lại nhiều niềm vui giúp chị thành công trong cuộc sống.
giả thân mến, vừa qua, hai học sinh Nguyễn Hoàng Quân và Nguyễn Quỳnh Yến Nhi, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ đã đạt giải nhì tại hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2022 tại Quảng Nam với sản phẩm Savinet vì một không gian mạng an toàn. Để hiểu rõ hơn về sản phẩm, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số chia sẻ của hai bạn học sinh này nhé. Cái vấn đề về an toàn thông tin thì thực sự thì chưa được người dùng quan tâm lắm. Thì người dùng rất là thường xuyên bị mất cấp cái tài khoản trên các cái nền tảng trực tuyến. Thì đó là cái ý tưởng để em xây dựng cái sản phẩm này. Cái ứng dụng của nó thì người dùng có thể sử dụng để tìm hiểu các kiến thức về an toàn thông tin thông qua phòng blog, cũng như là xem các cái cơ sở dữ liệu, tra cứu cơ sở dữ liệu và sử dụng tiện ích để có thể tự bảo vệ bản thân mình khi truy cập các cái trang web. Điểm mạnh của sản phẩm này thì đầu tiên là về giao diện. Thì sản phẩm có một cái giao diện rất là bắt mắt, dễ sử dụng, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi người dùng. Ngoài ra thì nó cũng là sản phẩm này thì có những cái tính năng đặc biệt bảo vệ người dùng an toàn khi dùng mạng Internet. Người dùng có thể dễ dàng truy cập địa chỉ đó là savinet.top để có thể sử dụng nền tảng và có thể cài đặt tiện ích dễ dàng từ trình duyệt Chrome. Em nghĩ cái phần khó nhất và cũng là cái phần mà khá là gặp nhiều cái gian nan khi thực hiện đó là cái phần đánh giá tự động. Tại vì đánh giá tự động thì phải trải qua rất là nhiều quy trình, đặc biệt là đánh giá về cả về nội dung thô và nội dung đa phương tiện. Cái khả năng chính xác thì nó không thể tuyệt đối như con người mình được. Trước khi mà mang sản phẩm này đến với hội thi tin học trẻ thì tụi em đã nhờ thầy cô và các bạn cài đặt và sử dụng một khoảng thời gian để đánh giá xem phần mềm này như thế nào. Thì cũng được nhận được rất là nhiều phản hồi tốt. Hiệu quả của phần mềm này là giúp cho người dùng tự bảo vệ chính mình. Ví dụ như những cái trang web không an toàn thì có thể là nó sẽ đánh cắp tài khoản cá nhân của người dùng. Thì qua cái phần mềm của các bạn sẽ giúp cho người dùng sẽ tránh được cái điều đó. Các bạn có thể tự đưa ra ý tưởng, các bạn có cái tư duy phản biện và thuyết trình rất là tốt. Mong muốn của em đó là vấn đề về an toàn thông tin phải là cái vấn đề được quan tâm hàng đầu. Và cái khẩu hiệu của sản phẩm đó là vì một không gian mạng an toàn, với mong muốn là xây dựng một mạng Internet xanh, sạch, đẹp và tích cực ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến thông tin. Với phần mềm đặc giải này, không chỉ giúp chúng ta thấy được hiệu quả của sản phẩm công nghệ mà còn giúp lan tỏa được tinh thần kiên trì, thích tìm tòi khám phá đến các em học sinh để ngày càng có nhiều tài năng về công nghệ hơn nữa trong môi trường học đường. Thưa quý khán giả, thế giới ẩm thực thì rất đa dạng và trào lưu review đồ ăn cũng theo đó mà trở thành nghề hot của giới trẻ hiện nay. Đi đâu, ăn gì? Một câu hỏi tưởng dễ nhưng mà rất khó đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Và vì thế chúng ta thường có thói quen lướt các trang mạng xã hội để mà tìm kiếm, đánh giá những quán ăn ngon. Đó cũng là lý do nghề review thức ăn dần lên ngôi và trở thành công việc của giới trẻ. Để làm nghề giới thiệu món ăn, các bạn trẻ phải săn lùng và thưởng thức các món ăn, đồ uống khác nhau. Sau đó sẽ quay các đoạn clip ngắn, nói về cảm nhận món ăn, đồ uống đã thưởng thức. Rồi sẽ đăng tải trên các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram. Từ những đoạn video, quán ăn sẽ tìm đến các blogger ẩm thực để hỗ trợ giới thiệu đến các thực khách. Trung bình mỗi lượt giới thiệu ẩm thực cho các quán có giá từ 200 đến 1 triệu đồng và thậm chí là giá cao hơn. Theo nghề giới thiệu đồ ăn đã được vài tháng nay, bạn Lê Nguyễn Thúy Vi, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, mỗi tuần cũng tranh thủ quay giới thiệu từ 3 đến 5 quán ăn. Theo Vi, ngoài kiếm được thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt, nghề này không mấy nhàn hạ như mọi người vẫn tưởng. Mỗi khi đến trải nghiệm, Vi phải chủ động nhờ chủ quán chọn bàn ở nơi có ánh sáng tốt, ít ồn ào để vừa ăn vừa quay dựng. Ban đầu em chỉ quay một cái video giống như là một cái video giải trí bình thường á chị. Thì em đăng lên trên TikTok thì cũng may mắn mà được nhiều người quan tâm, biết tới thì dần dần sau đó em phát triển lên luôn á chị. Thì hiện tại thì tiền sinh hoạt của em thì cũng em cũng có thể đóng giống như là tiền trọ hay sao đó thì mình cũng có thể đóng được, không có xin tiền của ba mẹ thì nó sẽ đỡ được cái phần đó. Bạn Nguyễn Diễm Tuyết Trinh chọn cho TikTok của mình một cái tên Trinh Foodie với gần 60.000 tín đồ mê ẩm thực theo dõi. Tần suốt một ngày đăng lên trang một lần. Nếu không may lạc lối vào trang cá nhân của Trinh, chúng ta sẽ bắt gặp hàng loạt món ăn màu sắc bắt mắt từ nhà hàng đến ngoài phố. Mọi người cứ nghĩ là nghề này chắc là dễ lắm tại vì chỉ có ăn và nhận tiền. Nhưng mà em nghĩ là thật sự là không có công việc nào mà nó dễ dàng
phải trải qua một cái quá trình rèn luyện, với lại phải rất là cố gắng từng ngày để cho mọi người biết tới mình nhiều hơn. Và thông qua những cái video cũng như là những cái cảm nhận chia sẻ của em á, thì là giúp mọi người tin tưởng hơn vào cái công việc này. Hiện tại cái nghề review ẩm thực á, mấy bạn hạn như bên TikToker thì kia, thì hiện tại mấy bạn góp phần giúp cho quán cái lượng khách nó tăng lên. Những cái trang mạng xã hội á, hạn như Facebook, TikTok này kia thì nó lan truyền rất là nhanh. Họ lướt nó họ thấy họ sẽ đến với mình nhanh hơn. Thưa quý khán giả, mối quan hệ giữa các blogger ẩm thực và nhà hàng đã trở thành quan hệ cộng hưởng. Các blogger được nhận đồ ăn và nội dung miễn phí cho kênh của mình. Các nhà hàng thì tiếp cận được các khách hàng mới. Tuy nhiên, sẽ không dừng lại ở đó khi dạo gần đây, các blogger ẩm thực và các chủ nhà hàng khẩu chiến qua lại chỉ vì lời khen chê món ăn. Vậy khen chê như thế nào là đúng? Kỳ sau, chúng ta hãy cùng nghe quan điểm của các blogger ẩm thực cùng các nhà hàng về vấn đề này. Và đến đây thì chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.